Em xin được kính chào toàn thể các bác. Nhiều bác đang lựa chọn và kiếm tìm những chiếc đồng hồ Odo 3610 với thiết kế dáng thùng đẹp và một chiếc âm cực kỳ hay. Thì trong video ngày hôm nay, em xin được giới thiệu và giao lưu với các bác hai em Odo 3610 với hai thiết kế dáng thùng khác nhau. Và hai mẫu thùng này thì được rất nhiều các bác lựa chọn trên thị trường đây ạ. Vâng, chiếc bên tay trái màn hình của các bác là một thiết kế dáng thùng vân nu kính rào kim cương. Nhắc tới tấm kính kim cương thì bao giờ cũng là sang trọng rồi phải không ạ? Và chiếc bên tay phải màn hình của các bác là một thiết kế dáng thùng kính quả chuông. Với lớp vân nu của em nó thì cực kỳ là nổi bật và sang trọng các bác ạ. Và hai chiếc Odo 3610 này thì với giá rất là bình dân hợp lý cho các bác lựa chọn để sưu tầm cho mình một chiếc đồng hồ Odo 3610 với những thiết kế dáng thùng rất là đẹp và sang trọng phải không ạ? Và hai chiếc đồng hồ Odo 3610 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản các bác nhé. Và với giá thì chỉ có 27 triệu là các bác có thể sở hữu được ngay hai em Odo 3610. Với chất âm thì nó là cực kỳ hay và ngân vang rồi. Và hai chiếc đồng hồ Odo 3610 này với thiết kế dáng thùng kính kim cương và bộ mặt diện số nổi chân cài mạ chrome. Vâng, rất là sang phải không ạ? Và chiếc bên tay phải màn hình của các bác với thiết kế dáng thùng kính quả chuông và một bộ diện mặt mạ đồng vàng rất là đẹp và rực rỡ các bác nhé. Và hai chiếc đồng hồ Odo 3610 này thì em đã theo dõi và cân chỉnh máy hoạt động chạy rất là ổn định rồi. Và bên em đảm bảo và bảo hành đầy đủ cho các bác là bộ máy chạy chuẩn chỉ và ba ổ port zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Và với hai thiết kế dáng thùng kim cương và dáng thùng kính quả chuông mà trong video hôm nay em giới thiệu với các bác để các bác lựa chọn và sở hữu chơi cho mình một chiếc Odo 3610 ưng ý phải không ạ? Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng em sát gần lại hai sản phẩm của hai chiếc đồng hồ Odo 3610 với thiết kế dáng thùng kính kim cương và với một lớp vân nu đây các bác ơi. Được chạm khắc hai bông chùm nho hai bên rất là đối xứng nhau và rất là sắc nét các bác nhé. Với bộ mặt số nổi chân cài cao cấp mạ chrome từ những bộ mặt này thì em cũng xin giới thiệu với các bác là bên em tuyển chọn rất là chất lượng và đảm bảo cho các bác là bộ mặt số nổi diện đồng vàng mặt số mạ chrome các bác nhé. Bên dưới là tấm kính rào kim cương đây ạ. Vâng, với những cái lớp vân nu và một thiết kế dáng thùng này, hai mẫu thùng mà hôm nay em giới thiệu với các bác thì được các bác lựa chọn trên thị trường rất là nhiều. Và em cũng nghĩ là cái vẻ đẹp của nó rất là đẹp, nhắc tới cái tấm kính kim cương thì bao giờ cũng là sang trọng rồi. Và em mời các bác cùng nghe cái bản gai huyền thoại của chiếc Odo 3610 với thiết kế dáng thùng kim cương. Vâng, chất âm ngân nga, ngọt ngào, vang vọng phải không ạ? Quay chi tiết hai bản nhạc của hai chiếc Odo 3610 này để cho các bác cùng thẩm âm và lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ Odo 3610 ưng ý ạ. Thank you.
chất âm ngân vang của chiếc Odo 360 với thiết kế dáng thùng vân nu kim cương. Và em sẽ tiến hành sang chiếc đồng hồ Odo 360 với bộ diện mặt số đồng và với dáng thùng kính quả chuông. Vâng, các bác cùng ngắm nhìn cho em những cái lớp vân nu và tông màu sắc của em nó thì với bộ mặt nữa thì rất là nổi bật và sang trọng phải không ạ? Và em sẽ không để các bác chờ lâu, em mời các bác cùng test luôn hai bản nhạc của chiếc Odo 36 này. Chuyển sang bản nhạc Westminster cho các bác. Cũng là sự lựa chọn đứng đầu của cái thương hiệu Odo phải không ạ? Và bên em thì cũng được rất nhiều các bác luôn quan tâm và ủng hộ bên em những chiếc đồng hồ Odo 360 bởi vì cái chất âm của nó thì quá là sang tiếng phải không ạ? Và các bác quan tâm đến những chiếc đồng hồ Odo 360 nào của bên em thì các bác có thể liên hệ cho em qua số máy 0355005943 và cũng là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Em mời các bác cùng ghé qua cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em, cùng dùng trà và giao lưu những chiếc đồng hồ Odo đánh bing bong. Vì trong video thời gian nó cũng có hạn nên em không rút máy giới thiệu về phần kỹ thuật máy bên em. Và các bác cứ yên tâm chơi và sử dụng, bên em cam kết đảm bảo với các bác là chuẩn máy Odo 36. Và các bác luôn theo dõi kênh của bên em thì các bác cũng đã biết bên em chuyên về tất cả các dòng đồng hồ Odo từ máy 8 nâng lên máy 10, và lúc nào bên em cũng nhiệt tình phục vụ các bác. Các bác có cần tư vấn gì về những chiếc đồng hồ Odo máy 10 mà nâng lên từ máy 8 với giá cả bình dân này thì các bác có thể liên hệ cho em hoặc inbox qua Zalo, em sẽ tư vấn chi tiết đầy đủ và cho các bác. Và các bác lựa chọn những sản phẩm nào thì các bác cứ inbox cho em sẽ gửi máy chi tiết đầy đủ cho các bác và cam kết bảo hành với các bác là chuẩn máy Odo và với bộ máy chạy chuẩn chỉ và ba ổ cót zin nguyên bản chạy đủ tuần các bác nhé. Và đến đây em xin được kết thúc video, hẹn gặp lại các bác